Anh thấy nó giống gì nhỏ nhỏ gì ở trên màn hình nè, nó không giống gì lớn nè. Đó, thấy rồi nè, thấy cái chiếc xe nhỏ xíu. Anh ơi đừng có tặng nữa, để dành đạn để mình đi chơi PK đi ha. Anh tặng chứ nó hết á, vẫn không thấy. Không, hồi nãy anh tặng anh thấy. Anh là hồi nãy anh tặng cho em á, cái chiếc xe nhỏ xíu nó chạy ngay cái góc màn hình này nè, nó chạy qua em có thấy, nhưng mà nó nhỏ lắm. Ê, 3 giờ anh còn chưa ngủ. Từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Cả thành người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà giờ lúc nào cũng như là thằng anh trên bay. Anh lấy chiếc xe chưa? Ê, tóc em là suối. Cảm ơn. Đủ cả em là nắng để cho lòng này gần nhớ. Chẳng phải là sân rượu. À, thấy rồi. Đang test anh. Đang test quà hả? Đường dài chỉ mong được một lần nắm tay. Dù là đi. Thôi, đừng có test quà nữa. Đi dành đi. Ngày 2 để tí nữa. Có ai mời chơi bên tay á. Mình còn đủ động chắc kèm nữa. Anh sẽ lên luôn. Rồi lại gặp em, anh lại thấy bay bổng chẳng còn để chất trộm chẳng còn giật thôi. Anh Vy, anh muốn nghe bài anh nói nhá. Anh muốn nghe nhạc nào không? Em mở cho anh nghe nè. Ngào ngào đi. Khá vừa lúc nào vừa nghe. Hello anh cà phê đắng. Bấm đầu để có quà dạ. Ở dưới góc bên tay phải màn hình á, có cái hộp quà đó. Anh bấm vào đó đó, nó sẽ có hộp quà tương đương với. Mở quà nó sẽ tương đương với lại chất xuất kim cương mà có. Chất xuất kim cương á. Em mở bài nào cũng được. Em không tờ mà lại đi chuyện. Để em mở bài này nha. Người âm phủ. Em còn thấy cuộc đời mình nhằm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi, dù sao còn cứ hỏi tìm ai. Còn tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm em nó sẽ đến với em. Dù gì với anh. Ủa anh đi hôm qua anh đi ra ngoài đường á, là mấy cái chốt á, có bắt anh lại mở thăm không? Đây là cho qua. Hello anh Đức nha. Xuất tiền 15 đến 7 ngày giữa tháng gì cũng rẻ, chỉ từ 1k, đồng giá 90k, cùng hàng ngàn nước xuất khác, miễn phí vận chuyển cho đơn thư không. Hello Lưu Phong. Ủa Măng Béo à. Còn đó không ta?